Kính thưa Đồng Đạo, mỗi năm khi cử hành lễ lạc thì tôi luôn bị lôi cuốn bởi hình ảnh của đám đông dân chúng. Tôi bị lôi cuốn không phải vì số lượng đông đảo mà vì quan điểm thay đổi của họ. Trước khi cuộc thương khó của Chúa Giêsu bắt đầu, Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem khoảng 6 ngày trước đó, thì như chúng ta vừa nói với nhau lúc đầu lễ, dân chúng reo hò vang dậy, hoan hô thánh tình nhà là biết. Họ mừng lắm. Tuy nhiên mà chỉ sau đó 6 ngày thôi, vẫn những người đó thì thay vì hoan hô thánh tình nhà là biết, họ lại cùng nhau đồng thanh đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Ngay cả khi quan phi lan tôn bảo rằng ta không thấy người này có tội gì cả, mà họ vẫn quyết định vô to đóng đinh nó vào thập giá. Đám đông đó cũng đã xuất hiện trong những lần Chúa Giêsu rao giảng tin mừng. Khi mà chúng ta đọc các sách tin mừng nói về thời gian Chúa Giêsu đang vào ở Jerusalem hay ở Galilee hoặc là Judea, thì đi đâu dân chúng cũng đi theo rất là đông. Người ta đi theo Chúa đến độ mà chen lấn xô đẩy. Họ đi theo Chúa bởi vì họ được Chúa cho ăn no khi đói bụng. Họ được hấp thụ những giáo lý mới mà trước đó họ chưa từng nghe. Họ được Chúa chữa cho khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và họ đi theo Chúa với một ước vọng là Chúa sẽ làm vua, một vị vua mới của người Do Thái, để với một mục tiêu rất là cụ thể. Chúa sẽ làm một cuộc khởi nghĩa, quy tụ toàn thể dân chúng lại, đánh đuổi dân Roma đang cai trị đất nước của họ lúc bấy giờ. Họ mơ tưởng về thời của anh em nhà Maccabeo, là một cuộc khởi nghĩa mang lại độc lập và tự do cho đất nước. Tuy nhiên, khi mà Chúa Giêsu không đáp ứng những điều đó, thì họ quay xe. Nói theo kiểu mẹ phương mang, đó là quay xe. Họ mong muốn Chúa Giêsu thế này, nhưng mà Chúa Giêsu lại làm thế khác. Bởi vì con đường của Chúa Giêsu, sứ mạng của Chúa Giêsu không theo những gì mà người ta mong muốn. Người ta chỉ mong muốn những sự ở thế gian này thôi, được lấp đầy cái bụng, được chữa khỏi bệnh tật để sống lâu hơn, được an nhàn thư thái và được một cuộc sống không có chiến tranh. Đó là một chuyện rất là chính đáng và phải đáng. Thế nhưng đó không phải là mục tiêu mà con Thiên Chúa xuống thế làm người. Con Thiên Chúa xuống thế làm người đưa ra cho con người một mục tiêu lớn hơn. Đó là con người cho dù phải sống những sự khó khăn và vất vả thì vẫn hướng đến cái mục đích lớn nhất, đó là được chia sẻ vinh quang của đấng phục sinh. Thế nhưng mà người ta không hiểu được, bởi vì Chúa không hành động theo ý muốn của họ, cho nên họ quay xe. Khi nói đến đám đông thì chúng ta còn nói đến cái tâm lý của đám đông nữa. Đám đông thì dễ hùa nhau, dễ hùa nhau, bởi vì khi mà hùa nhau như vậy không ai chịu trách nhiệm. Khi mà chúng ta gặp phải một việc gì đó mà phải chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ làm đi. Tuy nhiên mà khi không chịu trách nhiệm về một điều gì đó, mình có thể nói một cách rất là vô tư thoải mái, bởi vì không có chịu trách nhiệm. Đám đông không phải chịu trách nhiệm, đám đông dễ hùa theo. Và đám đông thì thường không có quan điểm. Nếu như những người có quan điểm riêng hoặc là giữ cái quan điểm của mình, người ta sẽ đứng sang một bên, không có hùa theo đám đông. Khi mà chúng ta cùng nhìn vào hình ảnh đám đông
trước và trong cuộc thương phó của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi điều gì? Thứ nhất, đó là chúng ta phải có cái quan điểm rõ ràng trong đời sống của mình và đặc biệt trong đời sống đức tin, để mình không có hùa theo người khác, kết án người này, kết án người kia. Có rất nhiều khi chúng ta chỉ nghe người ta nói để rồi đưa ra một cái phán quyết sai lầm, một cái phán quyết bất công cho một người có mặt. Và ngày hôm nay thì người ta bảo là bắt nạt qua mạng, chỉ một cái sự kiện nào đó thôi, thế là bắt đầu tất cả hùa vào xỉn vàng trừng tượng đủ thứ cả, bởi vì đâu có trách nhiệm, không có quan điểm. Chúng ta phải là những người có quan điểm, biết phân biệt đúng sai tốt xấu, biết rõ nó thế nào mới lên tiếng. Còn khi hỏi đến thì chỗ đây đẩy như vậy là không được. Thứ hai là chúng ta phải có cái trách nhiệm với việc làm và lời học của mình. Khi mà không có một trách nhiệm nào của bạn, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta như con cánh bẹo ở giữa dòng sông vậy. Giả bên nào thì theo bên ta, không có trách nhiệm. Và chúng ta sẽ đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho thời cuộc mà không nhận trách nhiệm về mình. Ở điều này thì giáo hội luôn nói với chúng ta và luôn nhắc chúng ta mỗi khi chúng ta khởi đầu thánh lễ: lỗi tại tôi mọi ngày, tại tôi, cái trách nhiệm quan trọng. Ông Phi-la-tô không chịu trách nhiệm, đám đông dân chúng không chịu trách nhiệm, thế nhưng mà tội thì vẫn đổ trên đầu của họ. Thì cho chúng ta trong đoạn thương khó này hiểu, chúng ta suy ngẫm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ bước đi với Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ tỏ lòng thương Chúa Giêsu khổ quá, mà chúng ta hãy đặt mình ở một vị trí nào đó trong chính cuộc thương khó để xem chúng ta đã làm gì và chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta không phải là người đứng xem, mà chúng ta có mặt trong cuộc thương khó này. Vấn đề đó là chúng ta đứng ở đâu trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu và trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Cho dù mỗi người chúng ta đều là những người có quan điểm, đặc biệt là biết phân biệt đúng sai một cách đầy đủ, nhất là có quan điểm trong đời sống đức tin, để không bị người ta lôi kéo thế này thế kia. Thứ hai là chúng ta phải như người có trách nhiệm trong cuộc sống cá nhân, trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống của cộng đồng, để khi mà cần phải nhận trách nhiệm, chúng ta không thoái thác. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ cho chúng ta.